Hello, chào tất cả anh em, lại là một video dành cho tất cả anh em đây. Và như các bạn thấy thì kênh của mình thì thường thường hay chia sẻ với tất cả anh em là chia sẻ thật lòng mình hết hết mức nha. Và video này thì như các bạn thấy đấy, mình cây lược thẳng đứng lên xong thì các bạn đóng lưới vào, mở lưới ra rộng hết cỡ xong thì các bạn đẩy nhá. Nếu mà các bạn muốn sát nữa thì các bạn lựa chọn những cái tông đơ nào mà nó sát nó mịn hơn thì đẩy. Các bạn nhớ là đẩy thẳng đứng lên nhá. Đó, như các bạn thấy không, cắt bớt công đoạn như này là nó một là mình đi đến đâu nó xong đến đấy. Đó, như các bạn thấy thì mình quay video thì mình quay đều cắt cho khách bình thường nhá, mình không cắt cắn ghép hay chỉnh sửa video gì quá nhiều đâu. Như các bạn thấy đấy thì mình cây lược cắt như này để mục đích để làm nó thẳng đứng lên đều và không bị là lồi lõm vào trong nhá. Bởi vì những khách hàng, như các bạn thấy thì đầu khách hàng này thì phần phía bên trong ấy, phần phía bên trong bên trên ấy thì nó là một đầu nó lõm vào trong rất là nhiều, nên như các bạn thấy thì ở phần phía bên trên này là nó đen, là đầu nó đang lõm vào, thế nên là nhìn nó đậm hơn. Thì như các bạn thấy thì mình cắt kê thẳng đứng lên như này thì nó sẽ không có hiện tượng là nó bị lẹm đâu nha cả nhà nhé. Còn nếu mà như các bạn thấy thì cắt theo kiểu phong cách barber ấy thì nó sẽ đầu nó lõm vào trong như nào thì nó sẽ lẹm vào trong nhá. Thường thường thì như anh, nhất là những anh em nào mới vào nghề thì nó sẽ hay bị lẹm đấy. Đó, như các bạn thấy thì mình cắt như này thì nó rất là dễ dàng cho các bạn mới mới bắt đầu vào nghề hoặc đã vào nghề lâu mà các bạn chưa tìm được biện pháp nào là cắt nhanh và hiệu quả nhất cho công việc hàng ngày của mình nha. Và như các bạn thấy thì công hàng ngày thì mình vẫn áp dụng theo phong cách này nha. Còn nếu mà các bạn nào, khách hàng nào mà muốn nó sát trắng hơn ở phần phía bên dưới thì các bạn, một là nếu mà các bạn có máy cạo khô thì các bạn lấy máy cạo khô để cạo phần phía bên dưới nữa thì càng ok. Còn nếu mà các bạn nào mà nếu mà bạn nào khách hàng nào mà lựa chọn cắt vừa vừa như này ấy, thì các bạn nên làm theo cách này thì đảm bảo là cắt ra nhìn nó rất là đẹp. Bởi thường thường khách hàng thì nó nhìn ngồi vào ghế, nó nhìn vào gương ấy, nó soi hai bên tai, hai bên trái với lại bên phải thì nó soi mình luôn. Nếu mà mình cắt một phát, kê lược một phát như này, cắt một phát thẳng đứng lên, hai bên thành thẳng đứng lên rồi thì người ta nhìn phát là nét rồi, thì người ta sẽ ưng ý hơn là các bạn ví dụ cắt theo phong cách barber. Thì nó thường thường thì nó người mới thì nó chưa kiểm soát được thì nó sẽ hay kiểu dạng như là lồi lõm lẹm các kiểu nhá. Nếu mà các bạn đã vào nghề hoặc là mới chuẩn bị vào nghề thì chắc chắn các bạn sẽ cảm nhận được điều đấy. Còn cắt theo kiểu này thì nó sẽ không có hiện tượng là nó bị lẹm vào trong hoặc là lồi nhá. Bởi vì mình lựa chọn một cái lược nó tương đối, nó hơi dày một tí. Xong thì các bạn kê thẳng đứng lên một phát thành là nó sẽ ok luôn. Đó, như các bạn thấy thì nếu mà như khách hàng nào mà nó muốn sát hơn nữa thì dùng máy cạo khô để cạo nhé. Xong thì các bạn lấy kéo tỉa phần phía bên trên để tạo hiệu ứng là cho nó mịn từ bên dưới đi lên thì nhìn nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đó, như các bạn thấy thì mình đó, như các bạn thấy thì các bạn nếu mà các bạn làm lâu nghề tương đối lâu hoặc là chuẩn bị làm thì các bạn nên tỉa theo cách của mình nhé. Bởi vì tỉa theo cách của mình thì nó cũng có hiện tượng là lẹm vào trong. Còn nếu mà các bạn tỉa dùng kéo tỉa bấm ngang thì nó có hiện tượng là nó sẽ bị lẹm và cụt đi nhá, mà đến lúc cụt đi thì nhìn rất là xấu. Đó, video đến đây thì có thể là đến đây thì mình cũng xin dừng tại đây. Nếu mà các bạn cảm thấy yếu ở phần nào, các bạn để lại comment ở phần phía bên dưới video để mình hướng dẫn tiếp để cho anh em hiểu hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em. Chúc tất cả anh em một ngày làm việc thật là vui vẻ và nhất là chúc tất cả anh em một ngày thật là đông khách. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Các bạn nhớ like và chia sẻ, bấm đăng ký ủng hộ mình nha, để mình có động lực để làm video tiếp theo để hướng dẫn các bạn. Đó, như các bạn thấy không, mình kết quả của mình tỉa qua qua thì nhìn nó cũng tương đối ok.